Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 8, trang 13, sách giáo khoa toán 6, tập 1, bộ sách Cánh Diều. Bài tập số 8 yêu cầu như sau. Cô Ngọc cần mua một chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Ngọc định mua ở 5 cửa hàng như sau. Cửa hàng Bình Minh thì có giá là 105.000 đồng. Ở cửa hàng Hồng Phát có giá là 107.000 đồng. Ở cửa hàng Hải Âu có giá là 110.000 đồng. Ở cửa hàng Hoa Sen thì có giá là 120.000 đồng. Ở cửa hàng Hồng Nhật thì có giá là 115.000 đồng. Mà người ta hỏi chúng ta là cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất. Các bạn lưu ý cho cô cụm từ là giá rẻ nhất nhé. Như vậy để làm được bài 8 này thì chúng ta sẽ so sánh giá của 5 cửa hàng. Đúng chưa? Giá của 5 cửa hàng thì số nào nhỏ nhất chính là giá rẻ nhất. Vậy thì quan sát vào 5 số tự nhiên này. Thì thấy trong 5 số tự nhiên này thì số nhỏ nhất chính là số nào? À, số 105.000 này. Số 105.000 này là số nhỏ nhất. Vậy cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì sẽ có giá rẻ nhất. Vậy bài tập số 8 này chúng ta sẽ trả lời như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh xem trong 5 số tự nhiên này thì số nào là số nhỏ nhất. Thế thấy số 105.000 này là số nhỏ nhất. Ta có trình bày như sau. Số 105.000 thì nhỏ hơn số 107.000. 107.000 thì nhỏ hơn số 110.000. 110.000 thì lại nhỏ hơn 115.000. 115.000 thì lại nhỏ hơn 120.000. Như vậy quan sát vào cách mà chúng ta so sánh 5 số tự nhiên này thì thấy rằng là số 105.000 này là số nhỏ nhất. Như vậy cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì sẽ có giá rẻ nhất. Vậy cô Ngọc nên mua phích nước ở cửa hàng Bình Minh thì có giá rẻ nhất. Như vậy là qua cái bài tập số 8 này thì chúng ta rút ra một kinh nghiệm là khi đi mua hàng thì chúng ta cần phải tham khảo giá ở nhiều cửa hàng khác nhau, đúng chưa? Sau đó sẽ chọn ra được cái cửa hàng nào bán rẻ nhất thì chúng ta sẽ mua đồ ở đấy. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 8, trang 13, sách giáo khoa tuần 6, tập 1, bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào video bài giảng tiếp theo.